công ty điện tử Anh Nguyễn, công ty Audio Anh Nguyễn xin được lòng kính chào đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay là lúc này là 18:05 chủ nhật ngày 28/1/2018, một ngày chủ nhật lạnh trời, khi những cơn gió bắc tràn về đổ bộ trên miền Bắc làm cho không khí lạnh tràn ngập trên mọi lẻo đường của Việt Nam, đặc biệt là phía Bắc rất là lạnh, nhiệt độ xuống rất là sâu. Anh Nguyễn tiếp tục được thực hiện niềm vui mình, đó là test những thiết bị âm thanh cao cấp để gửi đi đến tất cả các bác anh chị đam mê ca hát, yêu âm nhạc. Đồng thời đó là một niềm vui, một niềm khích lệ, một sự động viên, một niềm hạnh phúc của anh Nguyễn khi được tất cả các bác anh chị trên mọi lẻo đường của Tổ quốc Việt Nam thân thương đặt niềm tin vào công ty điện tử Anh Nguyễn và công ty Audio Anh Nguyễn. Thì đây, đó là bỏ hát mà anh Nguyễn sẽ test thật kỹ và cân chỉnh thật tốt cho anh Nguyễn Văn Bắc, anh thuộc thôn Mạnh Chữ, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Bác đã xem rất nhiều kênh trên YouTube và bác ấy gọi điện cho anh Nguyễn rất là lâu rồi, nhưng hôm nay anh Nguyễn mới có thời gian điện trực tiếp cho bác và nắp cho bác một bộ hát karaoke với phân khúc tiền là 16.400.000, 16.400.000, rất phù hợp với tất cả các bác anh chị đam mê ca hát, yêu âm nhạc mà chưa đủ kinh phí để mua những bộ đắt tiền. Nhưng em khẳng định với tầm tiền 16.400.000, anh Nguyễn sẽ làm cho các bác cực kỳ xuất sắc về hát ca cũng như về nghe nhạc. Đó là khả năng biệt tài của anh Nguyễn khi ghép âm thanh. Và anh Nguyễn đưa những thiết bị có thể nói là hiện đại nhất. Thứ nhất là chiếc văng cơ GD Guti KM5X. Đây là một dòng văng cơ hiện đại nhất, văng cơ lai số tại thời điểm hiện nay trên thị trường Việt Nam, tức là chưa có dòng văng cơ nào mà cao cấp hơn dòng văng cơ GD Guti KM5X. Nó vừa có dị vật, vừa có eco, vừa có khả năng chống ú, tức gọi là feedback. Thiết bị thứ hai đó là một chiếc lọc DBX 2231. Thì chiếc lọc DBX 2231 là một trong những chiếc lọc có thể nói là mạnh nhất, khỏe nhất và hay nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam đối với dòng lọc mới. Còn tất cả dòng vang khác thực ra nó chỉ là khác tên hay tên đổi họ. Còn về lọc, về cái mạch lọc cũng như về cái mên mạch điện tử thì không thể nào mà vượt trội hơn được cái dòng DBX 2231 được. Đấy là em dám khẳng định từ chuyên môn cũng như từ cái khả năng nghe nhạc của anh Nguyễn. Và thiết bị thứ hai đó là một cục đẩy có tên là Rock 1. Cục đẩy này là một cục đẩy xuất Nga, 16 đèn bù áp, đánh được 1 đôi áp 30 và 1 đôi áp 25. Em khẳng định đánh được 1 đôi áp 30 như này, đôi ca và 1 đôi bass 25 thoải mái. Nhưng mà lần này anh Nguyễn ghép với một đôi loa BK, đây chính là đôi loa BK. Đôi loa được sản xuất trực tiếp trên đất nước Nhật Bản, còn riêng Nhật Bản từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Em khẳng định với anh bác rằng đôi loa còn riêng Nhật Bản bãi, tức là loa vẫn còn nguyên logo này, loa chép, loa bát, loa chép, chép, bát, loa chép. Thì đây chính là cặp loa BK có logo là BK BS 660. Loa này được sản xuất trực tiếp Nhật Bản thôi nhé, còn riêng Nhật Bản từ ngoài vào trong và từ trong ngoài em chưa can thiệp bất kể một chi tiết nào. Đây em khẳng định với bác như vậy, cực chất, cực hay và cực đẹp. Âm thanh thì nếu nghe nhạc cái dòng mà loa làm chiếc giấy và mang ở mút xốp thì bao giờ tiếng nhạc nó cũng mềm, thanh thoát và ấm áp, trống nó mềm, rồi là chiếc nó róc rách nhẹ tan, ấm áp. Thì đây chính là một bộ hát karaoke đồng thời nghe nhạc 16.400.000. Đấy bác nhỉ, bác đã đổ được khoản em được một số tiền, đó là niềm tin thôi. Đây chi bộ hát rất phù hợp với tất cả các bác đam mê ca hát, yêu âm thanh cũng như nghe nhạc. Và em khẳng định đây là những thiết bị cực chuẩn, cực hot và cực hay được cung cấp từ công ty điện tử Anh Nguyễn. Và báo cáo bác, với anh Nguyễn thì tất cả đồ anh Nguyễn nó phải là như ly như lau, bởi vì anh Nguyễn là người rất là chi tiết, nghiêm túc,
nghiêm khắc, nhiệt tình trong công việc của mình. Âm thanh anh Nguyễn cũng giống như anh Nguyễn, giống như tính cách của anh Nguyễn. Âm thanh chính là thể hiện cái phần hồn của người làm âm thanh, tức là chi tiết, công phu, tỉ mỉ, thông minh, sáng tạo và biết phối ghép. Đó là khả năng của anh Nguyễn. Thì đây chính là bộ, có thể nói là hiện đại. Hiện đại từ chiếc vang, từ chiếc lọc và cũng là đôi loa BIK quá nổi tiếng E và Còng. Thì anh Nguyễn sẽ test thật kỹ và khẳng định với bác cực hay. Và tất cả những thông số em đánh dấu thôi bác nhá. Có bác này, đây là phần vang nhại. Những nút này em đã đánh, anh chỉnh hết rồi. Thì bác nhìn này, thì không may quá trình mà vận chuyển nó sai lệch, bác sẽ chỉ này đi em. Đây là phần cho nhỏ mic, còn cái nhạc này tùy biến bác này. Đấy, bác mở vừa là giữ gìn loa cho nó hay. Đấy, cái này em để mũi tên quay, tức là bác nghe theo nhu cầu của bác thôi. Còn cái lọc này em đánh dấu hết bác này. Đấy, bác chú ý là cái đèn bypass này không được sáng nhé. Cái đèn này phải nhả ra, có sáng một đèn, hai đèn, ba đèn. Kênh dưới này 1, 2 và 3. Ba cái đèn này là phải sáng. Đấy, còn lại cái đèn bypass thì bác đừng có ấn vào. Ấn vào là nó sẽ không có tác dụng khi mà cái lọc này nó làm việc. Nên lưu ý em vậy, một điều như vậy. Còn tất cả cái giải tần equalizer này em đã đánh dấu vậy hết rồi. Còn bác muốn nghe nhạc test, bác đẩy em từ cái thang K này, từ thang K này đến thang 20K, nhưng đẩy vừa, tất cả đẩy vừa nó gắt. Bác chỉnh ở cái hàng trên như nào thì cái hàng dưới như vậy. Trống từ 20 này, 20 đến 500 ở dưới như vậy, tức là kênh 1 chỉnh như nào thì kênh 2 bác chỉnh y hệt em. Không đẩy bác này, đây đánh dấu đây. Đấy, còn cắm nối phía sau đây bác nhỉ. Em sẽ đóng gói cái lọc với cái vang là 1. Và em sẽ để thừa này, thừa đầu dây này. Bác nhìn vào đây. Đây bác nhìn này, khi cắm bác nối em đúng cái chắc to vào. Đấy, kéo này, tháo ra bác giữ tay này, bác kéo này bác vặn ngược cái đồng hồ. Còn nắp bác tra đúng cái cạnh cá to vào cái khuyết cá to. Vặn này, vặn. Còn em để thừa hai đầu dây. Đấy, khi bác cắm vào bác nhớ này, bác ấn nhắc này, ấn này, rút này, nó có khuyết này, đúng ba chân này, cùng một tam giác cân, ấn cạnh một cái, rút ra này, cạnh cái, muốn rút ra này bác phải ấn này, rút ra, không nó có cái cá nó bổ vào đây là sẽ tan, đó, em gửi bác dây, còn cái này nhạc, nhạc bác cấp vào lọc cho em nhé, đấy, em để sang này. Còn là về chiếc vang, bác để em chế độ 1-5 này bác nhìn này. Nếu mà thay đổi bác để 5 này nó có dị vật echo rất hay. Từ 5 nó ứng với này, 5 này. Echo dị vật hát và nó sang tiếng. Còn bác muốn dị vật không bác hát chế độ 4 này. 4 này. Nếu hát 5 là hay. Hát 5 là bao giờ nó hay. Thế đây toàn bộ là cái bộ của bác. Bác xem trước. Chính là thiết bị của bác. Rất là đẹp bác phải không? Âm thanh rất hay. Bây giờ em thử về một bản nhạc không lời bác nghe nhé. Cái dòng chiếc giấy mà gần dầu mút này thì gần mút là rất là hay. Tiếng nhạc bao giờ nó cũng bay. Nó sáng. Nó trong. Rất là dấu sách nhạc tàn. Bạn hãy đeo tay phone nhé để nghe tiếng bass của nó. Một ca khúc sống rất là chắc mềm, trông rất là sâu và gọn luôn nhé, mà không bị vỡ.
bằng một ca khúc nhạc Bolero, nhạc Hiện Thành, bằng nghe cùng. Đó là phần rất quan trọng, là phần test mic. Nhà này nhờ một ca sĩ nổi tiếng, đồng thời là phó giám đốc của Anh Nguyễn sẽ hát kiểm tra về vấn đề karaoke. Anh Nguyễn rất chi tiết, cầu kỳ và chi tiết. Đó là bản chất của Anh Nguyễn khi làm việc. Một ca khúc từ lúc em đi, ca sĩ là Anh Nguyễn sẽ gửi đến tất cả bác anh chị một ca khúc rất nổi tiếng của anh Trần Vũ. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người, đường hoa vắng đợi hàng cây lớn gòn buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên giờ chỉ một người, chiều qua rất vội người yêu anh. Gió mây trôi, phố đêm đèn mà không có em. Tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim, khúc ca thừa nào theo bước đi. Nhớ em anh lùng cằn gác vai. Từ lúc em đi rồi, từng cánh hoa yêu đương qua bên đường, bàn tay ngón gầy tìm môi thở dài, cười yêu gió bay. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người, đường hoa vắng đợi hàng cây lớn gọi buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên giờ chỉ một người, rất vội người yêu anh ai nhìn gió mây trôi, phố đêm đèn vàng không có em, tiếng ca nhỏ buồn trong trái tim, khúc ca thừa nào theo bước đêm qua, nhớ em lạnh lùng cằn gác vai. Từ lúc em đi rồi, từng cánh chim đêm khuya hoài tìm người, nhiều khi tiếng cười buồn như giá trời. Từ lúc em đi, từ lúc em đi, từ lúc cảm ơn ca sĩ này chúng ta nhá, rất nhiều, rất là hay. Quá trình em test thành công anh nhá, rất thành công. Cái van này có khả năng chống ú, feedback của sao anh nhìn đây. Nhưng em không dùng feedback, nếu mà dùng feedback thì tiếng nó sẽ không hay. Em cân cho bác không bị này, ấn vào là chống ú nhưng mà em nhả ra. Vì cái khả năng em chỉnh rất là tốt cho em không cần chống ú. Chống ú thì nó sẽ, tiếng nó sẽ rất là xấu, nó bị rung, run tiếng. Đó là làm vang vậy, không phải em cho chế độ chống ú là cao cấp.
nó cho chú Ú tốt để những người không biết làm ấy thì mới cần đến chú Ú cao, còn bây anh Nguyễn thì chú Ú chỉ cần 5% là quá đủ, quan trọng là cắt là giải cần. Cảm ơn bác đã ủng hộ công ty Điện Anh Nguyễn và công ty Audio Anh Nguyễn. Đây là bộ hát 16.400.000, rất là hợp lý với tất cả các bác đam mê ca hát và yêu âm nhạc, và anh Nguyễn có thể thực hiện và lắp ráp bộ ca hát ít tiền hơn nữa cũng được. Anh Nguyễn làm theo yêu cầu của tất cả các bác anh chị trên mọi miền tổ quốc, chứ không cầu kỳ cứ phải nhiều tiền. Có bộ hát thì anh Nguyễn làm đến 50-60 triệu, 70-80 triệu, 100 triệu hơn nữa, và có bộ hát anh Nguyễn làm dưới 10 triệu. Đó là anh Nguyễn làm theo nhu cầu thôi, chứ không phải là cứ đến anh Nguyễn các bác là nghĩ là anh Nguyễn làm nhiều tiền, không phải. Với anh Nguyễn thì giá là cũng này, nhưng cái bộ tầm bao tiền mà hay thì anh Nguyễn sẽ bỏ tầm đấy, còn dưới mức thì nó sẽ không hay, bởi vì em dám khẳng định với khả năng nghe nhạc cũng như đội hình của công ty anh Nguyễn rất tốt trong vấn đề thảo âm, cực tốt đấy, em khẳng định đấy, nghe âm tốt. Và nghe tức là bảo em giờ làm âm thanh không phải là nghe âm thanh nhưng mà soi âm thanh, đúng cái từ là soi âm thanh, không còn còn cái khái niệm là làm âm thanh nữa, soi xem nó còn thiếu đủ và thừa cái gì, sẽ từ đó cắt tất cả cái thừa thiếu. Thì cái mà để mà có một cái kinh nghiệm để soi âm thanh đấy thì tất nhiên là phải có kinh nghiệm, có kinh nghiệm và phải có cái năng khiếu, chứ học cũng được bạn, có những lúc học là một chuyện nhưng mà năng khiếu đặc biệt thì mới có thể có những khả năng đó, cắt rồi giảm tăng bớt thì nó mới ra chất âm hay được. Âm thanh nó phụ thuộc, âm thanh nào em mới nói là một cái thể động, nó phụ thuộc vào nhiều độ phòng hát, mic, không gian, vân vân, nhiều lắm. Cho nên là quan trọng nhất là cái người nghe âm thanh thì xử lý tại chỗ, tại bài hát, đó là điều quan trọng. Thì tất cả những cái bài đánh giá về chỉnh vang số, vang cơ, xin lỗi bác, vang cơ và tất cả kết nối trên YouTube, em đã đưa rất nhiều các cái clip hướng dẫn một cách chi tiết cụ thể trên YouTube rồi. Thì bây giờ cái quan trọng chính là chúng ta cần biết nghe và biết cần chỉnh, thế thôi. Còn là âm thanh thì thực ra nghe là phải, đầu tiên bác phải nhớ là có 3 thể tần equalizer, bác trùng chép mình cân làm sao hợp lý thì nghe hay được. Đó toàn bộ quá trình em test xong cho bác Nguyễn Văn Bắc, và ngày mai em đóng hàng và gửi cho bác, và tất cả cấu hình em đã đánh dấu hết rồi, không may vận chuyển sai lệch thì bác sẽ đánh dấu lại cho em. Cảm ơn bác rất nhiều.